ngày càng có nhiều người Trung Quốc tìm cách vượt biên vào Mỹ theo tuyến đường biên giới Mỹ-Mexico. Một số trong những người vượt biên đã tiết lộ họ đã học tập các mẹo vượt biên trên các nền tảng mạng xã hội. Những cảnh như thế này đang trở nên phổ biến hơn dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Hàng dài công dân Trung Quốc đang bị thẩm vấn bởi viên chức biên phòng Mỹ. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc tìm cách từ Mexico băng qua biên giới vào Mỹ mà không có thị thực, nhờ các tuyến đường bộ không chính thức khắp châu Mỹ Latin. Trong suốt 3 tuần vừa qua, phóng viên hãng tin Reuters đã chứng kiến hàng trăm công dân Trung Quốc đang bị cách ly ở khu vực biên giới phía đông nam bang Texas. Đại sứ Trung Quốc tại Washington cho biết, chính phủ nước này phản đối việc nhập cư bất hợp pháp và xem đây là một vấn đề quốc tế cần sự hợp tác giữa các quốc gia. Dư chấn khó khăn kinh tế do các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19, cùng với việc khó xin thị thực vào Mỹ đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể dòng người Trung Quốc tìm đường vào Mỹ qua biên giới Mexico. Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, các vụ bắt giữ người Trung Quốc nhập cư trái phép tại biên giới Mỹ-Mexico đã tăng lên đến 6.500 vụ trong 6 tháng kể từ tháng 10 năm 2022. Dù không phải số lượng lớn, nhưng Trung Quốc là nước có công dân nhập cư trái phép tăng nhanh nhất trong 6 tháng đó. Một số người nhập cư trái phép đã tìm thấy các hướng dẫn chi tiết cho chuyến đi từ phải mang giày gì cho đến làm thế nào để tìm và trả tiền cho một hướng dẫn viên địa phương đáng tin cậy. Một nền tảng được cho là cung cấp các thông tin như vậy là ứng dụng video của Trung Quốc là Douyin, phiên bản nội địa của TikTok. Cả TikTok và Douyin đều thuộc quyền sở hữu của công ty Biden. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.